Dép mà sao nó phao nó nhấp quá nhấp vậy trời. Ai dép đi cũ thì không dục, cái chỗ khác thì dục, cũng xong rồi người ta câu phải là sao. Mấy ngày hôm nay câu toàn dép mê này bịch giấy bóng không à. Trời ơi này. Trời ơi con khổ quá mà trời ơi. Này con, tại sao con than khổ vậy 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 vậy? Trời trời, bữa nay thính dữ ta. Câu cá không câu, toàn câu dép thôi ông trời à. Tại con là câu cá để bán nhưng con không muốn đi bán sắt vụn. Đừng lo, đã có bà Tiên giúp đỡ con đây. Tên 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 tên, bà Tiên giúp đỡ đây. Cái gì vậy trời? Trời ơi, thấy người ta câu được cá còn người ta chọc nữa. Chọc đâu, hồi nãy giờ đi ngang nè, tí thấy tèo câu không được, thấy buồn quá nên chọc cho vui á. Vui không? Thấy buồn hơn á. Ủa mà sao vậy? Hồi sáng giờ được con nào không mà nó mà than dữ vậy? Cá giờ nó chẳng thấy cắn gì cả, lại câu toàn dính dép không à. Mà sáng giờ không được con nào luôn á hả? Ờ nói nghe nè, hay là mình chuyển cái cách khác đi. Bây giờ mình câu không được á thì mình giăng lưới được không? Đó, nhắc giăng lưới mới nhớ. Ừ. Hôm bữa tèo thấy người ta giăng lưới được quá trời cá rồi đó. Ừ. Mà tèo đâu có tiền để mua lưới đâu. Ê, tèo mới về tèo lấy cái võng của má tèo đó. Ừ. Tèo ra tèo quăng mà sao mất võng luôn. Trời đất ơi, người ta mỗi cái có một chức năng khác nhau. Lưới là để bắt cá, còn võng là để nằm. Nhưng không tự nhiên lấy võng đi bắt cá, cá nào mà dính. Tèo thấy cái võng nó cũng có cái lỗ giống cái lưới á, thì tưởng là ram răng rồi cá nó cũng dính. Cuối cùng là cũng không được con nào luôn hả? Vậy thôi ạ. Nói nghe nè, bây giờ câu cá cũng khó khăn lắm, cá bây giờ nó thông minh lắm. Thôi cho lời khuyên chân thành luôn nha. Đúng rồi đó. Ừ. Tí có cách nào. Tí nổi tiếng là thông minh mà. Ừ. Giờ tí nghĩ nè, hay là tèo bỏ nghề làm nghề khác đi. Chứ bây giờ câu cũng không được mà giăng lưới thì cũng không có tiền mua lưới, biết làm gì giờ. Mình đổi người khác mình làm kiếm tiền được hơn. Không được. Sao vậy? Tại nhà tèo là truyền thống ba đời câu cá rồi. Mà tèo lại là con trai nữa, mà lại là cháu đích tôn nữa. Vì vậy tèo phải là người nối nghiệp để làm sao bốn đời câu cá thịnh vượng. Thịnh vượng luôn hả? Chứ bây giờ chuyển nghề khác, người ngoài người ta nhìn vào người ta đánh giá chết à. Cái ca này khó quá à. Bây giờ phải làm sao vậy tí? Có cách rồi. Hả? Mà cách này là phải giữ bí mật nha. Cách gì mà bí mật? À sợ người ta biết người ta câu mất cá đúng không? Nói nhỏ thôi. Nói nghe nè. Một chút đó, mình đem cần câu, mình qua ao nhà bác Bảy, mình câu trộm được không? Trời ơi, không được đâu, ao là cá người ta nuôi mà, câu đánh chết á. Đánh cái gì? Nói mình nói tiếng là mình câu trộm nhưng thật ra là cũng không phải trộm gì đâu. Nói nghe nè, tại vì nhà bác Bảy á, là ở xa lắm, lâu lâu mới về thăm. Ngày này qua ngày khác là cá sẽ sinh sôi nảy nở, sẽ lớn lên rồi để nhiều hơn. Bây giờ nhiều quá làm gì, mình ăn phụ thôi. Thật ra mà cái ý mình tốt đúng không? Mình ăn phụ cá rồi, cho bác Bảy thôi. Chứ để mà bác Bảy bác không ăn mà để cá nó già nó chết đi cũng phí đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, hay quá. Đi, mình bây giờ mình không cần đi. Mình không cần mình đi. Chờ tèo xíu nha. Ui, câu được nhiều cá là thích lắm luôn á. Ủa, đi tèo. Ủa, hai đứa tụi con định đi đâu vậy? Mà hớn hai hắn hở, vung văn vung vẻ vậy. Sao gì lại vậy? Bữa nay sao tự nhiên lại tí lại đi với tèo? Hai đứa lại đi chung với nhau. Đi thăm ruộng. Đúng rồi, đi thăm ruộng. Thăm ruộng hả? Ủa, tụi bay có ruộng đâu thăm? Thăm ruộng nhà người ta. Trời rảnh người ta vậy? Có ruộng mà. Ủa sao nhà của người ta thăm ruộng chi? Nhà mình có ruộng đi thăm chứ ruộng người ta thăm chi với mắc công vậy con? Đi đâu hai đứa tính đi rồi? Tụi đi đâu? Đừng nói tụi bay đi tắm sông nha. Hai đứa bây giờ ra đi tắm sông đã lắm, lạ lắm à. Nhảy xuống sông sông là cá nó lội nó tản nó hết. Không, tụi con định đi đâu, chơi đi đâu? Trên 50. Hai dạ. Đứa sao chơi cho bác chơi ké vậy hả? Không được chơi 50 này chỉ cần hai tụi con là vui thôi. Tụi con không đi mệt nha. Quá tụi bay đi đâu nói tao nghe, làm nhiệm cấp 3-4 rồi vậy? Đi đâu hả? Muốn hả? Ủa muốn này xã có tổ chức văn nghệ hả? Muốn sao con điệu vậy con? Tự nhiên kiến cắn ông ngứa quá. Ông ngứa tí nói là tin muốn tèo nói thật đúng không?
Dạ tụi con đi câu cá trộm mà. Cái gì? Trời đất ơi, tụi con nghĩ làm sao vậy? Ủa bộ con lúc này con câu cá không được hả? Dạ câu chẳng được con nào, câu dính giấy bóng với lại dép không à. Con phải hiểu lý do tại sao mà cá nó hết. Có nghĩa là con câu liên tục như vậy, cá nào mà nó kịp xanh sôi nảy nở nó lớn cho con câu, hiểu không? Câu riết là nó phải cạn kiệt thôi. Thì con phải có thời gian để cho nó sinh sôi nảy nở. Con thí dụ con câu chỗ này không được, con câu chỗ khác. Chứ còn mà con đi vô nhà người ta con câu trộm như vậy là có tội đó. Là con vi phạm pháp luật, hiểu không? Người ta nuôi cá mà tự nhiên giờ mình vô mình câu cá người ta. Thí dụ giờ như con đi, con bỏ tiền ra con đào ao, con thả cá xuống con nuôi nuôi đã. Người khác lợi người ta câu vậy con chịu không? Con đâu có chịu đúng không? Chịu làm sao được, thế là mất dạy á. Ờ đó con chửi con đó, hiểu không? Con làm vậy là con cũng giống người ta đó. Vậy là vi phạm pháp luật luôn hả bác Nam? Chứ còn gì nữa, con đi ăn trộm câu trộm vậy đâu có được. Tại con nghĩ đơn giản là nhà bác Bảy là đâu có ai ở đó đâu. Mà cá nuôi thì ngày này qua ngày kia là nó sinh sôi nảy nở. Con sợ nhiều quá làm gì, mình câu phần mình câu, mình ăn phụ người ta thôi. Trời không lẽ ta nuôi ta thả đó, kệ người ta mắc mớ rồi con phải vô con ăn giùm ta. Đừng nào ta cho mình ăn không thôi chứ. Con vô lấy trộm câu trộm vậy là con có tội, hiểu không? Suối bạn bậy bạ vậy, giúp bạn thì giúp cái nào đáng giúp giúp, không giúp bạn mấy chuyện là bậy bạ vậy, hiểu không? Con vô tình con làm vậy là thằng này nó không biết nó làm nó gây ra tội, hiểu không? Đó, bây giờ nè. Để bác kể cho con nghe. Con muốn câu cá dễ lắm, phải chịu khó. Mình phải chịu khó, thứ nhất là gì? Câu cá mà cá nó ăn là phải gì? Nhờ mồi. Mồi mày kiếm cái mồi gì nó lạ lạ. Hoặc là mày mua cái gì đó là mồi riêng của mày, mày câu nó. Nó mới nghe cái hương nó chịu nổi, nó bu lại nó ăn. Nó nhỏ nó cũng tham nó ăn, thấy không? Cũng giống như tao nói là lấy gì? Lấy lửa thử vàng ha. Lấy vàng thử phụ nữ đó. Lấy phụ nữ thử phụ nam. Lấy phụ nam thử phụ lão. Ủa sao ngồi lên năm ban tao nói hồi năm ban tao giải thích tụi em hiểu. Có nghĩa là làm gì làm quan trọng nhất, câu cá là phải mồi. Hoặc là mình đào trùng lấy trùng mình câu nó, hiểu không? Câu chỗ này không có qua chỗ khác câu, chứ tuyệt đối là không được vô nhà của người ta, dù người ta nuôi hay là ta thả để đó cũng vẫn được vô mình câu trộm câu lén vậy là sai, hiểu chưa? Dạ, dạ. Tụi con hiểu rồi ạ. Mà cái điều quan trọng là tụi con nghe bác dặn nè, con mới nhớ câu ông bà người ta thường nói là nghèo cho sạch rách cho thơm, thấy không? Chứ không phải là vì lợi ích cá nhân của mình mà bất chấp mọi tất cả, miễn là sao câu được cá thôi. Mặc dù biết cái việc đó là lỗi cũng là cái đó là sai, hiểu chưa? Nhớ nghe chưa? Còn giờ đi kiếm cá sạch câu đi, câu xong về bán rẻ lại cho bác. Cái gì? Mà thôi không có đâu em ơi, không có đâu. Trời ơi, tự nhiên đòi bán nhà được tôi, ông ở đâu? Tôi nói vậy thôi, không có đâu em ơi, đừng có nói.